Gia Ân và Hoài Sa xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến phần tin buổi tối cho ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019. Và sau đây sẽ là những bản tin nổi bật trong ngày. Peru chuẩn bị trục xuất những nhà ngoại giao Venezuela. Giao tranh đẫm máu tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Người Yazidi được giải thoát tại Syria trở về Iraq. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hãng hàng không Southwest đưa liên đoàn thợ máy ra tòa vì làm gián đoạn chuyến bay. Và ngay sau đây, kính mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin buổi tối ngày hôm nay là một bản tin về thế giới cho hay một người thiệt mạng trong cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Algeria Bouteflika từ chức. Hàng ngàn người ở khắp thành phố trên khắp Algeria đã xuống đường kêu gọi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức vào thứ Sáu ngày 1 tháng 3 vừa qua. Đây là một trong số các cuộc biểu tình chống lại chính phủ lớn nhất tại Algeria kể từ khi nổ ra phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập năm 2011. Các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra trong bầu không khí hòa bình, như một vài vụ đụng độ nổ ra tại thủ đô Antwerp gần dinh tổng thống. Truyền hình quốc gia đưa tin một số người đã biểu tình và cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ ở Antwerp. Các cuộc biểu tình lớn hiếm khi diễn ra tại Algeria, nhưng đây lại là lần xuống đường lớn nhất nhằm chống lại các kế hoạch của ông Bouteflika ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 sắp đến. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay Peru chuẩn bị trục xuất những nhà ngoại giao Venezuela. Phó Thủ tướng Peru cho biết một văn bản ngoại giao đã được gửi đến Tòa đại sứ Venezuela ở Lima thông báo về việc sẽ trục xuất các nhà ngoại giao do chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro bổ nhiệm trước ngày 9 tháng 3. Thứ trưởng Ngoại giao Peru Hugo de Zela cho biết Venezuela có thời hạn 15 ngày để hủy bỏ việc bổ nhiệm các nhà ngoại giao vì Peru chỉ công nhận ông Juan Guaido là Tổng thống. Vào tuần trước, ông de Zela cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng chính phủ Peru sẽ thông báo cho các nhà ngoại giao Venezuela tại tòa đại sứ về việc họ sẽ ở lại Peru bất hợp pháp kể từ ngày 9 tháng 3. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì giao tranh đẫm máu tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Nhiều tiếng súng nổ đã vang lên khắp trung tâm của thủ đô Mogadishu khi quân đội Somalia giao tranh với nhóm phiến quân Hồi giáo ẩn nấu bên cạnh một khách sạn. Trước đó, thì quân khủng bố Al-Shabaab đã ném bom vào khách sạn này và khiến cho ít nhất 31 người bị thiệt mạng. Các chiến binh Al-Shabaab đã đặt hai quả bom bên ngoài khách sạn Manka Amukara trước khi rút lui ra khỏi một tòa nhà kế bên để tấn công vào quân đội Somalia. Truyền thông địa phương cho biết, vụ nổ đã khiến cho bề mặt khách sạn và các tòa nhà xung quanh bị phá hủy. Hầu hết các nạn nhân đều được xác nhận là dân thường. Somalia bắt đầu rơi vào tình trạng bạo lực bất ổn kể từ năm 1991 và Al-Shabaab đang nuôi tham vọng lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của Mogadishu. Bản tin tiếp theo cho hay người Yazidi được giải thoát tại Syria đã trở về Iraq. Thưa quý vị, một nhóm phụ nữ và trẻ em người Yazidi đã từ Syria trở về Iraq sau hơn 4 năm bị quân ISIS giam cầm. Nhóm người này gồm 3 phụ nữ và 18 trẻ em. Họ đã được những người dân ở Sinuiji, thuộc thị trấn của Yanidi, phía bắc của núi Sinjar chào đón. Văn phòng chính phủ khu vực Kurdistan đã hoan nghênh sự trở lại của nhóm người Yazidi này. Một quan chức cho biết văn phòng chính phủ người Kurd đã hỗ trợ để đưa nhóm người này trở về nhà. Vào tháng 8 năm 2014, đã có hàng ngàn người thuộc bộ tộc thiểu số Yazidi bị sát hại hoặc bắt giữ làm lao động khổ sai sau khi lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni đến chiếm đóng vùng lãnh thổ Tây Bắc Iraq. Nhiều ngôi mộ tập thể sau đó đã được tìm thấy tại thị trấn Sinjar sau khi lực lượng dân quân người Kurd đã đẩy lui được các phần tử ISIS ra khỏi khu vực đồi núi nêu trên. Liên Hiệp Quốc đã gọi đây là một hành động diệt chủng chống lại loài người. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Trung Quốc đã hoan nghênh việc Bắc Hàn và Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại. Phát biểu trước báo giới hôm ngày 1 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, mặc dù có bất đồng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn về vấn đề trừng phạt, nhưng hai bên đã đồng ý tiếp tục thương thuyết trong nỗ lực phi nguyên tử hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Việt Nam đã được rút ngắn hôm ngày 28 tháng 2 sau khi cả hai không thể đạt được thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump cho biết hai nhà đàm phán đã có tiến triển tốt nhưng ông không đồng tình với những yêu cầu không thể chấp nhận được của Bắc Hàn. Hội nghị thượng đỉnh Bắc Hàn và Hoa Kỳ đã diễn ra tại Hà Nội sau 8 tháng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Kim gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore và đồng ý thành lập quan hệ bang giao. Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Á Châu cho hay rằng Ấn Độ chào đón phi công được Pakistan trả tự do. Thưa quý vị, nhiều ngọn lửa đã được thắp lên và quốc kỳ đã tung bay trên khắp đường phố khi người Ấn Độ ăn mừng sự trở lại của viên phi công Ahinandan Vardhaman. Pakistan đã trao trả phi công Ấn Độ bị bắt nhằm mục đích giảm căng thẳng, vốn đang leo thang tại hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí nguyên tử. Được biết trước đó, trực thăng quân sự MiG-21 của Ahinandan đã bị không lực Pakistan bắn hạ trong cuộc đụng độ trên không ở khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra vào hôm thứ Tư 27 tháng 2. Chiếc chiến Rocker của Ấn Độ đã rơi phía biên giới của Pakistan, khu vực ngăn cách giữa hai quốc gia tại Kashmir thuộc dãy núi Himalaya. Khu vực này là nguồn gốc của sự thù địch giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi hai bên tuyên bố độc lập khỏi Anh quốc vào năm 1947. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.